Xin bỏ qua lỗi vi phạm bất thành, hai tài xế say xỉn tấn công cảnh sát giao thông hết sức manh động. Hôm nay ngày 5 tháng 3, trên các diễn đàn mạng xã hội truyền tay nhau vụ việc manh động với caption như sau. Khi bị tổ công tác lập biên bản xử lý, hai người đàn ông say xỉn xin bỏ qua vi phạm nhưng không được nên tấn công cảnh sát. Cụ thể, ngày 4 tháng 3, đại diện công an huyện Gia Bình, Bắc Ninh cho biết đơn vị đã tạm giữ Trịnh Xuân Thành, Nguyễn Xuân Trúc đều trú ở huyện Gia Bình để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can trên. Đại diện công an huyện Gia Bình cho biết thêm, ngày 3 tháng 3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Trịnh Xuân Thành và Nguyễn Xuân Trúc hành hung, chống đối cảnh sát. Theo đoạn clip dài gần 3 phút, một người đàn ông cầm điện thoại, liên tục ghi hình, rồi cả hai người lao vào hành hung cảnh sát. Lực lượng chức năng sau đó đã khống chế được cả hai. Theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, thời điểm trên, tổ công tác của đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Gia Bình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường thuộc địa bàn huyện. Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện hai người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên dừng phương tiện. Khi tổ công tác lập biên bản xử phạt, hai người này xin bỏ qua vi phạm nhưng không được nên lao vào tấn công cảnh sát. Thời điểm xảy ra sự việc, Thành là người điều khiển xe máy chở theo Trúc. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy Trịnh Xuân Thành có nồng độ cồn ở mức 0,614mg trên 1 lít khí thở. Nguyễn Xuân Trúc có nồng độ cồn 0,442mg trên 1 lít khí thở, vượt mức kịch khung theo quy định tại Nghị định 100 trên 0,4mg trên 1 lít khí thở. Vụ việc đang được Công an huyện Gia Bình điều tra. Còn bạn mà thấy sao tình huống hết sức manh động khi ra tay với cảnh sát giao thông này, bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức giao thông đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.